Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức trao học bổng dài hạn cho các em học sinh con hộ nghèo trên địa bàn quận. Theo đó, đợt 2 này có 12 em học sinh là con hộ nghèo và hộ đặc biệt khó khăn được Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận trao học bổng dài hạn với mức 2 triệu 700 ngàn đồng trong một năm học từ nguồn vận động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn quận. Đây là những học sinh được nhận học bổng theo đề án 08 của Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, hỗ trợ học bổng cho học sinh con hộ nghèo theo chuẩn trung ương và con hộ nghèo không còn sức lao động, có điều kiện học tập vươn lên bền vững trong thời gian 5 năm từ 2019 đến 2024 nhằm giúp các em có thêm động lực vượt khó vươn lên trong học tập.